Chương 10 Trung Sơn Kinh. Chương 10 Trung Sơn Kinh có tổng cộng 9 ngọn núi, kéo dài 267 dặm, ngày nay thuộc địa phận tỉnh Giang Tây Trung Quốc. Hệ thống núi này không thích hợp cho con người sinh sống, cơ bản là ít đồ ăn và sản vật, tuy nhiên lại có rất nhiều gỗ làm quan tài và các đồ dùng để bồi táng. Ngọn núi đầu tiên là núi Thủ Dương, trên núi có rất nhiều khoáng sản như vàng và đá ngọc, không có cây cối hoa cỏ cũng không có thứ gì ăn được. Trong tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa, Thái Thượng Lão Quân đã được mô tả là sống tại núi Thủ Dương, cung Bát Cảnh. 50 dặm hướng Tây là núi Hổ Vĩ, trên núi có nhiều đá phong, một loại khoáng vật, chất đá rất tốt có thể làm bia mộ. Ở đây chủ yếu mọc cây hồ tiêu và cư thụ, loài cây khổng lồ có cành và rễ rất to, chất gỗ rất tốt dùng để làm quan tài. Phía Nam núi có rất nhiều mỏ vàng, phía Bắc có nhiều mỏ sắt. Tiếp đó 50 dặm là núi Phồn Hội, trên núi có nhiều cây gỗ thần mềm và cây xỉu, cây họ Đào. Hướng về Tây Nam 20 dặm là núi Dũng Thạch, núi chọc không có một bóng cây ngọn cỏ nhưng lại toàn là mỏ bạc, khắp nơi đều có suối nước nóng. Hướng Tây 20 dặm là núi Phục Châu, cây cối chủ yếu là cây gỗ đàn hương khổng lồ, chất gỗ thượng đẳng để điêu khắc hoặc làm bài vị, kể cả nghìn năm cũng không mục vỡ. Phía Nam núi có nhiều mỏ vàng khối, trên núi có loài chim được gọi là si trùng, nhìn giống chim cú mèo nhưng chỉ có một chân và đuôi lợn. Đây là loài xui xẻo, nó xuất hiện ở đâu nơi đó sẽ có dịch bệnh. Hướng Tây 30 dặm là núi Chử, chân núi toàn là cây dây leo, cây hồ tiêu, cây cư thụ và cây trá. Còn có rất nhiều đất màu dùng làm sơn, được sử dụng để bôi lên các đồ vật khi làm tế lễ. Sau đó là núi Hữu Nguyên, trên núi có nhiều khoáng vật màu xanh dùng để làm màu trên các đồ sứ, dùng để bồi táng. Mặt phía Bắc có nhiều mỏ sắt, trong núi có nhiều chim mỏ sáo mỏ vàng, được cái cùng một thể và biết nói tiếng người. Thêm 50 dặm nữa là núi Trác, trên núi có rất nhiều cây dướng, cây gỗ sồi và cây thủy lạc, mặt phía Nam có nhiều ngọc. Cuối cùng là 70 dặm nữa về phía Tây là núi Bính, trên núi có nhiều cây tử kha, cây đàn hương và cây nhũ, cây cổ thụ trong sách cổ. Kết thúc chương 10 của Trung Sơn Kinh dài 267 dặm, các sơn thần ở đây đều có diện mạo thân rồng mặt người. Khi làm tế lễ, sơn thần sẽ dùng ngũ cốc làm thực phẩm, chọn một con gà trống còn nguyên lông để làm lễ, sau đó đem chôn xuống đất. Núi Chử là ngọn núi trung tâm trong dãy núi này, vì vậy khi hiến tế sơn thần sẽ dùng lễ tế thiếu lao, dùng dê và lợn làm vật tế, hiến dâng rượu ngon và một miếng ngọc bích, làm lễ xong sẽ đem chôn xuống đất. Sơn thần Quy Sơn là thủ lĩnh của các sơn thần, cần dùng lợn, trâu, dê để làm vật tế, hiến dâng rượu ngon. Nữ Vu Sư và Nam Trúc Sư sẽ cùng nhau nhảy múa, dùng một miếng ngọc bích làm tế lễ sau đó chôn xuống đất. Video sau sẽ là chương 11 Trung Sơn Kinh. Theo dõi kênh mình để đón xem nhé.